Rồi mình sửa text expert for five sentences has been removed from the text below. Có 5 cái câu mà bị lấy ra khỏi cái bài test for each question, choose the correct answer. Đối với mỗi câu hỏi thì mình lựa cái câu trả lời đúng. There are 3 extra sentences which you do not need to use. Có 3 cái câu mà mình không cần phải xài. Ok, bữa hôm nay mình sẽ học what the point in studying music. Quan điểm về học âm nhạc là gì? Ok, many children have music classes when they attend school. And it taught that music can really help children with learning other subjects. Nhiều trẻ em thì học dự những cái lớp âm nhạc mà chúng nó học ở trường, khi chúng nó học ở trường. Và người ta nghĩ rằng âm nhạc có thể giúp trẻ với cái việc học các cái môn học khác. Rồi, for example, one research project looked at what happened when a class of children were divided into groups and given a simple task to do. With one group listening to music while completing tasks, and the other completes the task in silence. Ví dụ như trong một cái dự án mà nghiên cứu, thì cái gì đã xảy ra trong lớp học của những đứa trẻ được chia làm những cái nhóm và cho những cái nhiệm vụ đơn giản để làm. Một cái nhóm thì nghe nhạc trong lúc hoàn tất nó, nhóm còn lại thì hoàn tất cái nhiệm vụ trong im lặng. Ok, vậy tới đây là trước cái khoảng trống số 16. Sau khoảng trống, the first group performed better than the second. Mình thấy có the first, the second là phía sau khoảng trống. Cái nhóm đầu tiên thì nó thể hiện tốt hơn là cái nhóm thứ hai. Tại vì đây còn câu nên thôi mình đọc luôn. So this seems to suggest that music can improve performance in certain area. Vì vậy thì điều này dường như nói lên rằng âm nhạc có thể cải thiện cái hoạt động hoặc là cái thể hiện trong một cái lĩnh vực nào đó. Rồi vậy mình sẽ qua từ A, 8 cái câu này mình lướt nhanh qua ha các bạn. Thì khi mà các bạn lướt nhanh xuống, đúng ra cái việc này chúng ta sẽ phải làm trước khi mà các bạn đọc bài test. Chúng ta nên đọc lướt qua 8 cái câu này để ít nhất trong đầu mình á, mình có một cái ý tưởng gì đó khi mình đọc là mình hình dung ngay. Đó là cái cách làm xuôi. Còn cách làm ngược, khi các bạn đọc tới đâu các bạn rà tới đó thì nó hơi mất thời gian ha. Bây giờ giả sử như mình đã đọc trước rồi, thì khi mà các bạn đọc trước và sau khoảng trống thì bạn rà xuống ngay chỗ câu E này nè. Lập tức mình thấy là and there are difference between the two. The two này chính là one group and the other. Hoặc là sau khoảng trống mình thấy mention tới cái việc là the first and the second ha. Ok, one group and the other trong bài. Vậy ngay chỗ này mình chọn là E, hợp lý ha. Ok, các bạn xuống dưới đoạn 2. So, how exactly can you benefit from studying music? Như vậy, chính xác là bạn có lợi từ cái việc học nhạc là như thế nào? According to some study, theo một vài nghiên cứu, musical training can develop the part of your brain that involves with language, so you can understand your own language better. Cái việc mà huấn luyện về nhạc thì nó có thể phát triển một phần của não bộ mà liên quan đến ngôn ngữ. Vì vậy, bạn có thể hiểu được cái ngôn ngữ riêng của bạn tốt hơn. Sau khoảng trắng số 17 mình có and that a very useful skill to have. Rồi ngừng ở đây, mình qua bên đây mình kiếm trước và sau khoảng trống. Thì liên quan đến việc học nó chỉ có vị trí F là it could also help with learning a second one là hợp lý. Tức là own language là ngôn ngữ thứ nhất, second one là ngôn ngữ thứ hai. Và cái đáp này nè thì nó rất là hữu ích ha, một cái kỹ năng hữu ích để có. Rồi ok, mình qua bên đây. Số 17 này mình điền vô chữ F ha các bạn. Đồng thời mình vẽ đây, thầy giải thích cho các bạn nó liên quan với nhau. Rồi xong ha, tiếp tục. What more, young people who study music also seem to score more highly in other areas such as math. Rồi nghe chỗ này mình thấy chữ math ha các bạn, là gì? Môn toán. Rồi ok, sau khoảng trống mình thấy for example, reading music include learning about quarter and half note, which are basically fashion like in math. Ví dụ như là học nhạc thì nó bao gồm việc học quarter là 1/4, hoặc half note là nửa note, 1/4 hoặc là nửa note. Note này là note nhạc. Which are basically fraction, mà nó liên quan cơ bản nó là gì? Phân số đó, giống như ở trong toán. Rồi vậy ngay chỗ này mình chỉ có thể điền được là câu C thôi. Đây bạn qua câu C bạn thấy gì? It could be that. Cái này nó có thể these school subjects are linked in some way. Thì những cái môn học school subject này có thể là math hồi nãy mình nói phía trước, và nó link là nó kết nối với nhau bằng cách nào đó. Đó, ở phía sau ta cho ví dụ nè, đúng không?
Rồi, ok, vậy câu 18 mình điền C vô ha. Rồi, tiếp tục vô câu 19. Music also let you explore new ideas. Âm nhạc cũng làm cho bạn khám phá được những ý tưởng mới. Think in a creative way. Suy nghĩ theo một cái cách mà sáng tạo. And gain in confidence và đạt được sự tự tin. If you learn in the guitar, for example, it can be really exciting when you're able to start inventing your own pieces of music. Ví dụ như nếu mà bạn học đàn guitar thì bạn có thể thật sự phấn khởi hoặc là phấn khích, thú vị khi mà bạn có thể bắt đầu sáng tạo một cái bản nhạc hoặc là một cái mẫu nhạc riêng của mình. Ok, and when you do that, you practice your listening skill because you have to listen carefully to the music you're making. Và khi mà bạn làm điều đó thì bạn đang thực tập cái kỹ năng nghe, thực hành kỹ năng nghe, bởi vì bạn phải lắng nghe một cách rất là cẩn thận cái nhạc mà bạn làm ra. Ok, đó là nội dung trước khoảng trống. Rồi sau khoảng trống mình thấy it's certainly essential when you join an orchestra, for example. Cái việc này hiển nhiên thì nó rất là essential bằng very necessary hoặc là very important. Nó là rất là thiết yếu. Vậy ở đây mình dịch nó là quan trọng. Nó hiển nhiên rất là quan trọng và rất là cần thiết khi mà bạn gia nhập vào trong một cái orchestra, là dàn nhạc. Ví dụ như vậy. Vậy nếu bạn hiểu được cái mấu chốt của cái chữ orchestra này thì bạn sẽ điền được câu số 19. Orchestra là gì? Là dàn nhạc. Vậy có phải là mình perform with other people không? Vậy chỉ có cái ý này liên quan thôi. Cái điều này nè, nó rất là quan trọng khi mà bạn trình diễn với người khác. Khi bạn trình diễn với người khác thì chữ this đó quan trọng là bạn kỹ năng mà nghe của bạn á. Ha, bạn nghe âm nhạc. Cái kỹ năng nghe của mình nó rất là quan trọng khi mình trình diễn chung với nhiều người. À, vậy thì ngay chỗ số 19 này mình sẽ điền vô lại gì với bạn? H ha. Ok. Rồi qua bên chữ H mình đánh dấu vô là số 19. Ok. Dễ không? Không dễ lắm ha. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Còn câu cuối cùng. One of the biggest benefits of course is that listening to music helps you to be less stressed. Một trong những lợi ích mà lớn nhất, dĩ nhiên, là cái việc lắng nghe nhạc thì nó giúp cho bạn giảm stress, giảm căng thẳng. Ok. Rồi, trước khoảng trống, tới cái khoảng trống này mình điền một cái gì đó vô mà that should always be in a relaxed atmosphere though, to be effective. Tuy nhiên, thì cái việc này nó luôn phải ở trong một cái bầu không khí cực kỳ thư giãn thì nó mới hiệu quả, to be effective. Vậy còn lại bên đây nè các bạn, mình quay qua đây mình thấy nó có mấy cái, còn lại 4 câu đúng không? 4 cái chỗ trống đó là A nè, A là 1, ok. Cái mình điền vô mình đọc thử. B là 2 ha. Rồi xuống dưới này mình có gì nữa các bạn? D và cái ý cuối cùng là một cái ý G. Rồi các bạn từ từ các bạn điền vô, các bạn sẽ thấy chẳng có cái nào mà hợp bằng cái câu B này hết. Tại sao? Reading music can make you feel the same way. Thì khi mà cái việc tạo âm nhạc đó, nó phải ở trong một cái bầu không khí thư giãn thì nó mới hiệu quả. Ok, tức là hiệu quả là giảm gì? Giảm stress á các bạn, đúng không? Hồi nãy mình dịch ở mé trước. Rồi ok, vậy ngay chỗ này mình đánh dấu vậy ha, mình điền vô. Chỉ có cái thằng này là nó đúng thôi. Ok, chọn vô đây ha. Rating music. Ok, make you feel the same way. Rồi mình chọn vô là câu B, là câu cuối cùng. Rồi ngay chỗ này mình đánh vô là B. Ok. Rồi B này nè, thì nó thế cho trong cái ý này, rating music là nó thế cho chữ, bắt đầu mới liên tục cái ý vô là that. That này thế cho rating music chứ sorry. That should always be in relaxed atmosphere đổ to be effective. Rồi còn câu nữa mình dịch luôn ha. And who know, ai biết được, maybe your musical knowledge will open up a great career path for you in the future. Và có lẽ là cái kiến thức về âm nhạc nó có thể mở ra một cái cơ hội nghề nghiệp, lộ trình nghề nghiệp lớn, con đường nghề nghiệp lớn tuyệt vời cho bạn trong tương lai thì sao? Rồi vậy mình thấy rất là ích lợi của cái việc học âm nhạc ha. Rồi vậy bạn nào mà chưa học nhạc thì nên học nhạc đi, kết hợp với học tiếng Anh ha. Ok.